Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bài tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích Luca chương 17 câu 11 đến câu 19 là bản văn Tin Mừng mà phục vụ công bố vào Chúa Nhật thứ 28 mùa thường niên năm C. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người mắc bệnh phong đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu câu chuyện Tin mừng Thánh Luca kể ở câu 11. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee, trên đường lên Jerusalem tức là Đức Giêsu đang trên đường tiến về thành thánh Jerusalem là nơi sẽ xảy ra những biến cố hoàn tất sứ vụ của Ngài. Lúc ấy thì Đức Giêsu trên đường đi là, đang đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Nhưng mà cụ thể thì đó là vùng đất nào? Nhiều người tìm cách xác định. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận là sẽ là vô ích cái việc tìm cách xác định chính xác đó là vùng đất nào bởi chúng ta không có đủ dữ kiện. À đằng khác á, cái hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu ở trong Tin Mừng Luca lần này hình như có vẻ rất là bất thường. Khi Đức Giêsu như đang đi ngược về phía Galilee. Cho nên cái việc xác định chính xác địa điểm xảy ra câu chuyện Tin Mừng này là là càng khó. Thực ra thì xác định được hay không được cái địa điểm xảy ra câu chuyện không phải là điều quan trọng. Bởi lẽ điều mà tác giả Luca quan tâm ở đây là chính ở cái vùng đất giáp ranh giữa hai vùng miền đất này, giáp ranh với Samari này sẽ có thể xảy ra một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với một nhóm người tạm gọi là nhóm người hỗn hợp bị đẩy ra bên lề cộng đồng. Và như chúng ta thấy sau này, Nhóm đó sẽ gồm những con người thuộc các sắc tộc khác nhau, người Do Thái, người Samari, người Galilee, người Samari, một nhóm hỗn hợp và chỉ có đặc điểm chung họ bị cùi và bị loại trừ ra khỏi cộng đồng thế thôi. Thế thì ở cái cái vùng Giáp Ranh này đối với tác giả Luca thì chuyện quan trọng ở đây là chính ở cái vùng Giáp Ranh này sẽ xảy đến một cái cuộc gặp gỡ với cái nhóm người hỗn hợp đó. Đó mới là ý nghĩa chính yếu mà ông muốn nhắm đến khi ông nói Chúa Giêsu đang ở ranh giới giữa Galilee với Samari. Còn cụ thể đó là vùng đất nào, đó là địa điểm nào, tên nó là gì, điều đó có lẽ không quan trọng. Thế vậy, cái lúc mà Đức Giêsu vào một làng kia thì có 10 người phong hủy đến gặp người. Họ dừng lại ở đằng xa trong quan điểm của người do thái kính thưa quý vị và anh chị em bệnh phong cùi không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể lý đâu những người bị bệnh này còn bị buộc phải sống cách ly khỏi cộng đồng họ bị coi là những con người nhớ uế không đủ cái tư cách tham gia vào đời sống xã hội và đời sống tôn giáo của cộng đồng hay là những con người bị phong cùi vào thời Chúa Giêsu là những con người bị loại trừ và phải sống bên lề cộng đồng cả về mặt xã hội lẫn về mặt tôn giáo theo quy định của sách Lê Vi chương 13 câu 45 và những câu tiếp theo. À vậy, cái nhóm người cùi này không chỉ gặp cái vấn đề về 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 sức khỏe mà họ còn là những con người bị loại trừ khỏi cộng đồng xã hội và khỏi cộng đồng tôn giáo. Thế thì 10 người cùi đấy mới đứng ở đằng xa à, tác giả Mark uh, Luca kể họ kêu lớn tiếng lạy thầy Giêsu xin rủ lòng thương chúng tôi. Ở à, theo quy định ở trong sách Levi chương 13 câu 45 á, thì đáng lẽ những người cùi này phải gào lên ô uế ô uế. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta lại thấy họ kêu lên ô uế ô uế. Lời kêu gọi gào của họ ở đây lại là một lời cầu nguyện và trong cái lời cầu nguyện này họ gọi đích danh tên riêng của Chúa Giêsu kèm theo một cái tước hiệu rất cao quý, họ thưa với Chúa Giêsu lệnh thầy Giêsu. Rồi sau khi kêu lệnh thầy Giêsu thì họ đưa ra một lời cầu xin mà nội dung của lời cầu xin này đó là họ xin xin dù lòng thương chúng tôi. Nội dung của lời cầu xin này là lời cầu xin truyền thống của dân Israel trong các thánh vịnh diễn tả cái khao khát, cái khao khát được hưởng tình yêu và lòng trung tín của thiên Chúa dành cho những con người tội lỗi và những con người cần được hưởng nhờ lòng nhân lành của thiên Chúa. Ta có thể gặp lời cầu nguyện tương tự như vậy ở trong thánh vịnh 51 câu 3, thánh vịnh 31 câu 10 vân vân. Xin rủ lòng thương chúng tôi là lời cầu nguyện truyền thống của người Do Thái trong các thánh vịnh diễn tả cái ước muốn được thiên chúa được hưởng tình yêu và lòng trung tín của thiên chúa thế chúng ta thấy như vậy đây không phải chỉ là một lời xin bình thường mà ở trong cái lời xin này bên dưới cái lời xin này là cả một truyền thống tôn giáo lâu dài với cái ý thức mạnh mẽ của những con người tôn giáo kéo dài cả nhiều thế kỷ cả một truyền thống lớn ý thức về cái việc mình cần được hưởng nhờ lòng nhân lành của thiên chúa và sự trung tín của thiên chúa ở bên dưới cái câu xin rủ lòng thương chúng tôi là cái nội dung như vậy. Thế vậy Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế và đáng khi đi thì họ được sạch. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta phải nói ngay là cái cách hành xử của Đức Giêsu ở trong trường hợp này hơi lạ so với ở trong những dịp khác. Trước đây đó, ở trong tin mừng Luca thôi khi đối diện với cái nỗi bất hạnh của người đàn bà quá thành Na In ở Luca chương 7 câu 11 đến câu 17 hoặc là nỗi bất hạnh của người đàn bà quá bị xin lỗi của người đàn bà bị còng lưng ở trong hội đường ở chương 13 câu 10 đến câu 17 thì chúng ta thấy gì Đức Giêsu chủ động đến gần và với tất cả lòng thương cảm ngài ra tay cứu giúp những con người bất hạnh đó ở đây thì không Chúa Giêsu không chủ động đến gần những người phong cùi lên tiếng kêu xin trước. Còn phần mình thì Đức Giêsu hình như lại muốn giữ khoảng cách với họ. Ngài thậm chí không đến gần họ mà chỉ nói họ là hãy đi trình diện với các tư tế. Ở trong một câu chuyện khác cũng trong Tin Mừng Luca, Luca chương 5 câu 13 và các câu tiếp theo, Đức Giêsu chữa một người cùi thì ở trong trường hợp đó Đức Giêsu đụng tay vào người cùi và chữa cho anh ta sạch. Rồi sau đó mới truyền lệnh cho anh ta đi gặp các tư tế Ở đây thì khác Chưa chữa lành cho 10 người phong cùi Đức Giêsu đã từ ở đằng xa Đứng ở đằng xa Bảo họ hãy đi trình diện tư tế đó là một cái gì đấy, cái kiểu làm của Chúa Giêsu ở trong trường hợp này rất khác so với những trường hợp khác. Mà chúng ta biết là theo quy định của luật đó, các tư tế là những người có chức năng xác nhận cái tình trạng khỏi bệnh của những người cùi và sau đó cho phép những người đã bệnh cùi, bị bệnh cùi được khỏi đó, được hội nhập lại với đời sống dân sự và đời sống tôn giáo của cộng đồng. Vì cái quy định như vậy và vì cái chức năng của các tư tế như vậy, cho nên chỉ khi nào đã được khỏi bệnh thì các bệnh nhân mới đi trình diện với các tư tế. Trước khi được khỏi bệnh, người ta không thể đến trình diện với tư tế được vô ích. Thế mà Chúa Giêsu thì ngài lại ra lệnh cho những người củi hãy đi trình diện với tư tế mà ngài chưa chữa lành cho họ. Rõ ràng cái lệnh truyền này của Đức Giêsu là một thách thức lớn rất lớn đối với 10 người phong cùi. Cái lệnh truyền này đòi họ phải có lòng tin. Họ chỉ mới kêu lại thầy Giêsu xin thương xót chúng tôi thì Chúa Giêsu đã bảo họ đi trình diện tư tế đang khi họ chưa được sạch cần phải có lòng tin thì họ mới tin vào lời đó của Chúa Giêsu đó thì họ mới bước chân lên đường để đi trình diện tư tế được và quả thực khi họ tin tưởng mà lên đường thì họ đã được sạch đang khi họ đi trình diện chứ không phải trước khi họ đi trình diện hay nói cách khác chính cái sự vâng phục đối với lệnh truyền của Chúa Giêsu đã đem lại cho 10 người phong cùi này sự chữa lành đức tin và sự vâng phục. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta được mời gọi đọc bài tin mừng này ở trong suy niệm về những nỗ lực sống cái sự hiệp thông ở trong cộng đoàn hội thánh, trong cộng đoàn giáo xứ và trong gia đình của chúng ta. Ở trong cái nhìn về cái sự hiệp thông đó Chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận là cái tình cảnh của 10 người phong cùi trong bài tin mừng hôm nay cũng có thể là tình cảnh của bản thân mỗi người chúng ta trong thực tế. Ban đầu, quý vị và các bạn biết có lẽ bệnh cùi chỉ xuất hiện như là những tổn thương nho nhỏ. Nhưng rồi, với thời gian, đến một lúc nào đó, những tổn thương nho nhỏ đó lại trở thành một yếu tố tàn phá người bệnh. Ở trong bài tin mừng mà chúng ta đang đọc đây Chính bệnh cùi đó là yếu tố làm cho 10 người phong cùi trở thành dị dạng Trở thành bất túc và họ đau đớn Rồi thứ đến Cũng chính bệnh cùi này là yếu tố làm cho họ kết thành một nhóm Cho dù giữa họ với nhau có rất nhiều dị biệt về chủng tộc, về tuổi tác, về văn hóa Họ kết thành một nhóm, những người cùi à Và cuối cùng Yếu tố thứ ba, cái bệnh cùi này làm cho họ hiện hữu ở bên lề cộng đồng xã hội và tôn giáo. Ba đặc điểm đó, kính thưa quý vị và anh chị em, cũng có thể là tình trạng của chúng ta. Khi mà những tham vọng, những toan tính, những thói đời, hay những chán nản, những thất bại, những cay đắng, những buồn phiền, gặp nhấm tâm hồn của chúng ta những điều đó ban đầu nó rất là có thể là rất nhỏ những thất bại có thể là rất nhỏ những chán nản có thể là rất nhỏ nhưng mà không được giải quyết nó làm cho chúng ta dần dần trở nên dị dạng à, những chán nản những thất bại những cay đắng những buồn phiền hay là những tham vọng hay là những toát tính này khác của chúng ta trong hội thánh trong cộng đồng giáo hội và trong gia đình của chúng ta đó mà không được giải quyết thì dần dần nó gặm nhấm tâm hồn chúng ta nó làm cho chúng ta trở nên dị dạng rồi sau đó chúng ta lại kéo bè kết phái những con người thất bại những con người cay đắng những con người buồn phiền và rồi cái nhóm kết bè kết phái ấy sống bên lề cộng đoàn hội thánh bên lề cộng đoàn giáo hội bên lề cộng đoàn giáo sứ bên lề gia đình không hoàn toàn hiệp thông với các thành viên khác trong gia đình trong giáo xứ hay là trong hội thánh. Và đó chính là cái tình cảnh bi đát của những người cùi trước khi được Chúa Giêsu chữa lành. Đó cũng chính có thể là chính tình cảnh của chúng ta. Cho nên những cái những cái khó khăn, những cái tổn thương nhỏ nhỏ trong cuộc sống trong cấp độ gia đình, trong cấp độ giáo xứ, trong cấp độ hội thánh đều cần phải được chú ý để chữa lành hoặc tự chữa lành đi còn nếu không á nó sẽ có thể phát triển trở nên nặng nề và nó là nguồn cơn cho những bất mãn nó là nguồn cơn cho những dị dạng những đau đớn nó là nguồn cơn cho việc kéo bè kéo đảng kết bè kết phái và đi bên lề cộng đồng đi bên lề gia đình Cái suy niệm thứ hai mà chúng ta có thể thực hiện khi chúng ta đọc cái đọc câu chuyện về những uh, lời xin và cái phản ứng của những người bị bệnh cùi đối với Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay là chúng ta cũng được mời gọi giống như 10 người phong cùi trong bài tin mừng thưa với Đức Giêsu lạy thầy Giêsu xin rủ lòng thương chúng con chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta có ba chán nản khi chúng ta có mệt mỏi khi chúng ta có bị tổn thương khi chúng ta có cái xu hướng ở uh, sống bên lề gia đình bên lề cộng đồng bên lề giáo xứ bên lề hội thánh khi chúng ta có cái xu hướng uh, khi chúng ta có cái nguy cơ bị bị tàn phá bởi cái tình trạng cùi dùi thiêng liêng đấy thì chắc chắn chúng ta phải được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu và nài xin lòng thương xót của Chúa Giêsu và chắc chắn một điều, Chúa Giêsu sẽ chữa lành chúng ta cho dù rất nhiều khi chúng ta không cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Ngài bên cạnh chúng ta. Và chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu, xin Chúa thương chúng con. Rồi bên cạnh đó, có một vấn đề quan trọng khác nữa mà chúng ta cần phải chú ý khi theo gương những người cùi trong bài tin mừng hôm nay, đó là cũng giống như những người cùi này, chúng ta phải có lòng tin tưởng vào Đức Giêsu và phải dám vâng lời Đức Giêsu cho dù lệnh truyền của Ngài có vẻ không phù hợp với trật tự thông thường của các sự việc theo suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta vừa nói với nhau hồi nãy, 10 người phong cùi ở trong bài Tin Mừng hôm nay đã tin tưởng và vâng phục vào lệnh truyền của Chúa Giêsu cho dù cứ bình thường thì phải chữa lành rồi mới có thể nói lên đường trình diện tư tế đằng này chưa chữa lành, chưa được khỏi mà chúa Giêsu đã truyền lệnh là hãy đi trình diện tư tế à, tuy nhiên cái mời người cùi này đã vâng lời đã tin tưởng và đã vâng lời chúa Giêsu và vì vậy cho nên đó, đáng khi đi thì họ đáng khi đi trình diện thì họ được sạch trong cái sự vâng phục và, và tin tưởng và vâng phục đó họ được chữa lành chúng ta cũng vậy kính thanh chị em cái tình trạng cái tình trạng bất túc cái tình trạng dị dạng cái tình trạng đau đớn của chúng ta ở trong đời sống thiêng liêng trong đời sống cộng đoàn trong đời sống xã hội sẽ có thể được Chúa Kitô chữa lành nếu chúng ta chạy đến cầu xin ngài và nhất là nếu chúng ta tin tưởng và vâng phục trước các cái lời mời gọi và lệnh truyền của ngài điều đó là rất quan trọng để chúng ta được chữa lành Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục phân tích phần thứ hai của câu chuyện tin mừng, tức là từ câu 15 đến câu 19. Cái câu chuyện phép lạ Chúa Giêsu chữa những người phong cùi đáng lẽ đã có thể kết thúc ở câu 14 với sự lành bệnh của 10 người phong cùi. 10 người ấy lên đường và họ thấy mình được sạch, thế là phép lạ đã hoàn thành. Nhưng thực ra câu chuyện lại chưa kết thúc ở đó. Tác giả tin mừng Luca kể tiếp ở câu 15 một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Ở thời điểm này, Thánh Luca chưa nói rõ ràng cái người quay trở lại cảm ơn Đức Giêsu là người như thế nào. Tác giả muốn dành cái sự bất ngờ cho người đọc vào cuối câu chuyện. Còn bây giờ ở thời điểm này thì điều cần nhấn mạnh ngay là lòng tin của anh ta. Lòng tin của cái con người đặc biệt này. Bước đầu tiên là người này thấy mình được lành. Sự thấy ở đây thì không chỉ dừng lại ở bình diện là nhận ra sự sự lành bệnh về phương diện thể lý mà còn đi xa hơn. Đó là một sự thấy làm cho anh ta được mở lòng ra hướng về lòng tin. Vì thế và đây là bước thứ hai, anh ta lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Tức là gì? Tức là anh ta nhận ra rằng việc anh ta được Đức Giêsu chữa lành đấy, cái sự kiện đó, cái sự kiện mà Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta đó, sự cái việc cái hành động Chúa Giêsu vừa thực hiện đó là hành động của chính Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã cứu thoát anh. Nơi Đức Giêsu, nhờ Đức Giêsu, cùng với Đức Giêsu, đây là hành động của chính Thiên Chúa cho nên anh ta lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Như thế, tuy chưa nói rõ người đàn ông này là ai, nhưng mà tác giả Luca đã muốn khắc họa ngay cho chúng ta một đường nét quan trọng của anh ta và tác giả giới thiệu anh như là gương mẫu cho cách hành xử của một người có lòng tin. Thế sau khi đã quy chiếu tất cả những gì mình được hưởng, ấn huệ mình được hưởng ấy về cho chính Thiên Chúa thì anh ta làm gì? Thánh Luca kể, anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Ở đây Thánh Luca dùng động từ Eucharistein tạ ơn. Thông thường á thì cái động từ này có bổ ngữ là Thiên Chúa, động từ eucharistin có bổ ngữ là Thiên Chúa. Trong bài Tin mừng hôm nay Luca chương 17 câu 16 là trường hợp ngoại lệ duy nhất ở trong đó cái động từ eucharistin có bổ ngữ là Đức Giêsu, anh ta tạ ơn Đức Giêsu. Đây là một hiện tượng rất lạ và như vậy cuối cùng thì chúng ta thấy uh, người cùi như vậy vừa được, người cùi vừa được chữa lành đó làm hai hành động liên tiếp anh ta tôn vinh thiên chúa và anh ta tạ ơn đức giêsu tôn vinh thiên chúa tạ ơn đức giêsu đối với người tin đối với độc giả của tin mừng Luca thì đó là hai thái độ không thể tách rời nhau nhưng luôn luôn gắn chặt với nhau bởi vì ở nơi đức giêsu chúng ta gặp được chính thiên chúa và thành ra là tôn vinh thiên chúa và tạ ơn đức giêsu ở trong cái hành động Chúa Giêsu chữa lành anh, anh nhận ra đó là công trình của Thiên Chúa cho nên anh tôn vinh Thiên Chúa và anh tạ ơn Đức Giêsu. Đó. Rồi đằng khác không chỉ tạ ơn Đức Giêsu kính thưa quý vị và anh chị em mà còn cùng với lời tạ ơn cái người cùi vừa được chữa lành này sấp mình dưới chân Đức Giêsu. Sấp mình dưới chân là một cử chỉ tỏ lòng kính trọng đặc biệt sâu xa. Và những độc giả Kitô giáo của tác giả Luca chắc chắn sẽ hình dung ngay được, đây là một hành vi thờ phượng đối diện với Đức Chúa Phục Sinh, khi đối diện với Chúa Giêsu Đức Kitô là Đức Chúa. À như vậy chúng ta thấy ở đây cái người cùi vừa được chữa lành này đã diễn tả đức tin rất là sâu xa. Anh ta nhận ra mình được lành bệnh, anh ta nhận ra đó là công trình của Thiên Chúa, anh ta quay trở lại Tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Đức Giêsu và sấp mình dưới chân Đức Giêsu trong một cái hành động tỏ lòng kính trọng đặc biệt và thậm chí có thể coi đây là một hành vi thờ phượng. À và đến đây, tác giả Luca mới nói cho chúng ta biết người bệnh vừa được chữa lành và quay lại tạ ơn rồi làm những hành động vô cùng là đặc biệt đó là ai? Tác giả viết, anh ta lại là người Samari. Khi mà người cùi này, người cùi vừa được chữa lành này, còn đang ở cùng nhóm với chín người cùi trước kia, thì những đặc tính riêng biệt của anh về xã hội và tôn giáo bị xóa mờ. Chỉ có một đặc tính thôi, anh ta là một người cùi trong số 10 người cùi. Bây giờ, tác giả mới cho chúng ta biết cái đặc tính riêng biệt của anh về xã hội và tôn giáo, anh là một người Samari không phải là người Do Thái và vì vậy không phải là một tín đồ của Do Thái, một người Samari. Cái cái đặc tính riêng biệt của anh về xã hội và tôn giáo được khắc họa sau khi anh đã đã đến tạ ơn Chúa Giêsu, tôn vinh Thiên Chúa và sắp mình dưới chân Đức Giêsu. Thế đối diện với cái 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 tình cảnh đặc biệt và những hành động đặc biệt đó của người cùi, người Samari vừa được chữa lành này thì Đức Giêsu phản ứng như thế nào? Tác giả Tin Mừng Luca kể cho chúng ta ở câu 17 và câu 18 của bài Tin Mừng này. Đức Giêsu mới nói: "Thế không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Chúng ta thấy, liền một mạch, lên một mạch, Đức Giêsu nêu lên ba câu hỏi làm thành điểm đến của tất cả câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Câu hỏi này công bố rằng tất cả 10 người đều đã được chữa lành. Câu hỏi thứ hai, thế thì 9 người kia đâu? Câu hỏi này cho thấy 9 người kia đã bỏ đi luôn sau khi được chữa lành. Và câu hỏi thứ ba sao không thấy họ trở lại tôn vinh thiên chúa mà chỉ có người ngoại bang này câu hỏi này cho thấy sự chữa lành cần phải được nhìn nhận như là dấu hiệu của một thực tại mới mẻ hẳn cho nên nếu chỉ dừng lại ở sự được chữa lành mà thôi thì có nghĩa là trong thực chất người ta chưa đạt đến thực tại cốt yêu rõ ràng ở đây chúng ta đang gặp một nội dung giáo huấn quan trọng trong cộng đoàn các kỳ tô hữu theo giáo huấn này thì những thực tại và những ân huệ tốt lành phải là những cơ hội đưa chúng ta đến gặp gỡ chính đấng ban tặng những thực tại và những ân huệ đó điểm cốt yếu không phải là những ân huệ điểm cốt yếu là gặp gỡ chính chúa đấng ban những ân huệ đó là một giáo huấn rất quan trọng Đôi khi trong thực tế của cuộc sống chúng ta thích dừng lại ở những ân huệ, chúng ta thích dừng lại ở những thực tại tốt lành mà không vươn được gặp gỡ chính đấng tốt lành là nguồn mạch của mọi thực tại tốt lành. Ở trong bài tin mừng này chúng ta thấy như vậy là chỉ có một người đến gặp gỡ chính Chúa là đấng là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Còn 90% người ta, chín người kia chỉ dừng lại ở cái ân huệ mà mình mới được hưởng thôi. Và đó là điều đáng tiếc. Rồi đằng khác, khi xác định người Samari ở đây là người ngoại bang, Chúa Giêsu nói rõ đấy, uh, sao lại chỉ có người ngoại bang này? Khi xác định người Samari ở đây là người ngoại bang thì Thánh Luca muốn trình bày cái người này như là đại diện cho tất cả những người không phải là Do Thái. Nhưng đã được chính Đức Kitô gặp gỡ, họ đã gặp được Chúa Kitô, họ tôn vinh Thiên Chúa và bằng cái chi tiết này tác giả luca cho thấy ơn cứu độ và ơn đức tin là một thực tại dành cho cả những người ngoại bang chứ không phải chỉ dành cho những người do thái dành cho cả những người mà trong cái nhìn của người do thái là không xứng đáng không trong đạo lý của tân ước ơn cứu độ dành cho mọi người chứ không phải chỉ người do thái rồi tác giả Luca viết tiếp ở câu 19, Đức Giêsu nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Với lời này của Đức Giêsu, tác giả Tin Mừng Luca kết thúc trình thuật bằng cách khẳng định rằng chính lòng tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải là tư cách người là người Do Thái, chính lòng tin vào Chúa Giêsu đã là yếu tố có tính quyết định làm nên sự giải thoát và sự chữa lành. Cho nên điều quan trọng như vậy không phải là yếu tố chủng tộc mà là lòng tin. À, và lòng tin mà tác giả Luca đề cập đến ở đây thì không chỉ là lòng tin rằng Đức Giêsu là đấng có thể chữa lành bệnh tật. Tin Chúa Giêsu là đấng có thể chữa lành bệnh tật ấy, là cái lòng tin chung cho cả 10 người phong củi Cái yếu tố riêng biệt, cái yếu tố hơn hẳn trong lòng tin của người Samari ở đây Hệ tại ở chỗ, lòng tin này đã dẫn anh ta đến gặp gỡ chính Đức Giêsu là đấng ban ân huệ. Lòng tin này làm cho anh ta gặp gỡ Chúa Giêsu và đi vào trong tương quan với Chúa Giêsu và lòng tin ở mức độ độ đó mới là lòng tin sinh ơn cứu độ. Lòng tin trưởng thành là lòng tin gặp gỡ Chúa Kitô. Sống cái mối tương quan với Chúa Kitô chứ không phải chỉ dừng lại ở ân huệ. Kính thưa quý vị và các bạn. Đối diện với lòng tin và cuộc gặp gỡ của người Samari với Chúa Giêsu này, chúng ta được mời gọi ở trong tuần này xuất phát từ bài Tin Mừng ý thức về lòng tin của chúng ta. Lòng tin thì không phải chỉ là tìm kiếm và đón nhận những ân huệ mà phải đi xa hơn. Lòng tin là gặp gỡ và sống thiết thân với đấng ban cho chúng ta ân huệ lòng tin không chỉ là đi tìm kiếm những điều tốt lành không thiên chúa không tiếc ban cho chúng ta những điều tốt lành thiên chúa không tiếc ban cho chúng ta những ân huệ nhưng mà người chờ đợi ở chúng ta đi xa hơn việc tìm kiếm những ân huệ gặp gỡ chính chúa gắn bó với chính chúa À, và người Kitô hữu đích thực sẽ là người lấy chính Đức Kitô làm trung tâm của đời mình và gắn bó với Ngài. Gắn bó với Ngài chứ không phải chỉ là những thực tại của Ngài hay những thực tại đến từ Ngài mà với chính bản thân Ngài. Lòng tin là gắn bó với Chúa Giêsu Và vì vậy cho nên loan báo ơn cứu độ và đưa người ta đến lòng tin thì chính yếu sẽ phải là làm cho người ta đụng được với Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa Kitô và sống thiết thân với Chúa Kitô. Chúng ta cần phải hướng dẫn con cái mình, bạn bè mình, anh chị em mình đi đến chỗ gặp được Đức Kitô đó, chứ không phải chỉ là gặp được những ân huệ. Tất nhiên những ân huệ mà Chúa ban là cao quý. Tất nhiên chúng ta trân trọng những ân huệ Chúa ban, nhưng mà chúng ta được mời gọi đi xa hơn để gặp gỡ và kết thân với chính Đấng ban ân huệ. một điểm suy niệm khác mà tôi nghĩ chúng ta cũng có thể rút ra khi chúng ta đọc bài tin mừng này trong sự lưu tâm đến sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ của Hội Thánh đó là theo cái cách mô tả của Thánh Luca thì ơn cứu độ xảy đến cho người Samari trong bài tin mừng hôm nay không chỉ là một hiện tượng thuần túy thiêng liêng ơn cứu độ mà người Samari hôm nay được hưởng nó tác động đến con người toàn diện gồm cả hồn lẫn xác. Anh ta gặp được Đức Kitô, gắn bó với Đức Kitô, tôn vinh Thiên Chúa tạ ơn Đức Giêsu và thờ phượng Đức Giêsu đó thì à, là anh ta đấy là cái chuyện của phần hồn nhưng mà không chỉ có phần hồn, anh ta còn được Chúa cứu cả về phần xác, anh ta được chữa lành về thể xác nữa. Vậy ơn cứu độ là thực tại tác động đến con người toàn diện như thế cả hồn lẫn xác và biến đổi tất cả những thực tại nhân loại của người tin đưa tất cả những thực tại nhân loại đó đến chỗ thành toàn. Thành ra ơn cứu độ nó bao hàm cả cái chuyện giải thoát khỏi sự giữ thể lý bao hàm cả cái chuyện tái nhập vào cộng đồng xã hội của con người chứ không phải chỉ là chuyện thiêng liêng. Ở người Samari được cứu độ này ta gặp thấy cả ba chiều kích. Chiều kích thể lý, anh ta được giải thoát khỏi sự giữ thể lý khỏi bệnh cùi. Anh ta chiều kích xã hội, anh ta được hội nhập vào cộng đồng xã hội con người. Và chiều kích tâm linh, anh ta được gắn bó với Chúa Giêsu. cả ba cái cái khía cạnh đó đều là quan trọng trong ơn cứu độ. Hay đã khi mà nói đến chuyện Thiên Chúa giải phóng người nghèo và người bị áp bức Thiên Chúa cứu độ nhân loại thì chúng ta phải chú ý cả ba cái khía cạnh đó. Thiên Chúa giải phóng người nghèo và người bị áp bức khỏi những thế lực làm tha hóa họ. Trong ơn cứu độ có cả khía cạnh nhân bản, khía cạnh xã hội. Ở Đức Kitô khẳng định ở trong Luca chương 4 câu 18, thần khí Đức Chúa ngự trên tôi vì chính Chúa đã sức giàu cho tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha cho người mù biết họ được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải oan. Đức Giêsu đi không phải chỉ nói chuyện thiêng liêng, người công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, người làm cho người mù được sáng mắt, người bị áp bức được giải oan, người bị phong cùi bị tàn phá về thể lý được chữa lành. Và Đức Giêsu tự đồng hóa mình với những người nghèo ấy. Sứ mạng của hội thánh loan báo tin mừng cho người nghèo như vậy. Theo gương của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, bao gồm việc giải phóng con người toàn diện, giải thoát về thể lý, giải phóng về xã hội và giải phóng về tâm linh. Nhiệm vụ phục vụ tin mừng đòi buộc chúng ta phải công nhiên loan báo tin mừng cứu độ đó liên đối với người nghèo, thăng tiến các quyền cơ bản của con người trong công bằng và tự do, công hiến cho những phương tiện vừa phù hợp với tin mừng vừa hữu hiệu để họ có thể để họ có thể đứng lên tự giải phóng mình hội thánh không có quyền bỏ qua tiếng kêu của người nghèo và những kẻ bị bóc lột để chỉ nói chuyện thiêng liêng không hội thánh còn có nghĩa vụ phải tìm phương cách giúp đỡ họ để bằng chính sức mạnh của họ thoát được những tai ương dồn dập trên cuộc đời của họ ơn cứu độ mà chúng ta được mời gọi phục vụ trong thế giới trong tư cách là hội thánh trong tư cách là giáo sứ trong tư cách là cộng đồng là ơn cứu độ toàn diện như thế có sự chữa lành về thể lý, có sự làm cho hội hội nhập lại cộng đồng xã hội và có cái chiều kích tâm linh sâu xa, chứ không phải chỉ có chiều kích tâm linh. Xin cho tất cả chúng ta và cho hội thánh khi phục vụ công trình cứu độ thì ý thức cả ba cái chiều kích đó. Tôi nghĩ đó cũng là một cái điểm nhấn có thể nhấn được khi chúng ta suy niệm cái bài tin mừng này trong khung cảnh của Chúa nhật 28 thường niên này.